Em thì lại hơi cá tính, hơi nghịch. Trong một cái giải thì ngày xưa em có tập phong trào ấy ạ. Thì được ban huấn luyện đội tuyển Hà Nội là thầy Phương và thầy Thịnh, thầy Hải, thầy Kiểm. Thì các thầy tình cờ nhìn thấy mình rồi thấy mình có tố chất. Thầy bảo gọi lên tập thử 3 tháng hè. Em thèm được tập luyện, thèm được thi đấu. Ngày không tập thì khó chịu lắm. Mình có cái ý chí kiên trì hơn và đem lại mình bản lĩnh, giúp mình vượt qua từ trên sàn đài các đối thủ mạnh cho đến ngoài cuộc sống có những va vấp gì thì nó cũng giúp mình có thể vượt qua được hết. Em mong muốn được thi đấu và cố gắng bảo vệ cho mình không bị chấn thương, bồi bổ cho mình mọi chất dinh dưỡng có thể để đảm bảo thi đấu, và em sẽ cố gắng thi đấu đến khi nào mà không đấu được nữa. Em khá là tham vọng. Em sẽ cố gắng chinh phục tất cả những giải đấu bằng thành tích cao nhất mình có thể. Nhưng mục tiêu sắp tới của em là giải vô địch thế giới, sau đấy là đại hội mà em mong muốn là năm sau nếu có SEA Games thì em sẽ có được tấm huy chương vàng mang về dạy cho các thầy của em.